Thực đơn mưa ăn à? Xong rồi, xong hành ngô rồi. Ừ. Mai đi về đó hành ngô. Ê luôn, còn cái con này. Nó chưa tiêu hóa được ấy. Ăn hành ngô lại về đó hành ngô thôi mà. Từ từ. Từ từ, ở bên nó đang điện nước để quay ra mặt nó kia. Giờ ra hạt ngô, giờ lại ngô nhặt ngô ăn. Đi nữa là biết tập chân đi cơ. Ê, ê, ê. Kìa. Dạ. Đây cơ mà, đây cơ mà. Ngon không? Ăn hạt nữa chứ. Hạt ngô với mẹ. Ngày xưa, xưa con làm gì nó có quần mà mặc thả chiếu ấy. Tức là cởi chuồng mặc ỉa ra thì chả nhặt cứt ăn. Nói không phải ấy đâu cô. Vết đâu ngân nhiều người ấy. Ngày trước thì cô bảo bây giờ làm gì có quần mà mặc. Ấy thì cứ thả đấy rông rông ở ngoài chiếu ngoài làm gì có chiếu mà cái câu cái liếp ấy. Ngày xưa mà phên làm bằng ấy cái lôi ấy. Ừ. Ừ đấy. Thôi nhá, cuốn cờ dây rồi kìa. Để ngồi nhá, thay chiếu ấy. Làm gì trước mày có chiếu trước. Tao mua cờ dây nó ra.